Bạn nhìn này, đây là con hải sâm. Con hải sâm sau khi đã lột ruột bên trong ra thì nó hình dạng như này đây. Thì con này thì ngày xưa chỉ có vua chúa mới ăn thôi, bởi con này thì phải lặn ở cái vùng biển sâu mới bắt được. Dòng này thuộc dòng hải sâm đen, thì con này thực sự là rất là bổ tốt cho thận, bổ thận tráng dương ấy. Thì nhiều người thì cứ bỏ tiền ra, tiền trăm tiền triệu ra mua những cái thuốc thuốc tây tăng cường sinh lực tráng dương mà không biết có tác dụng gì không, nhưng mà thực ra chính là mình ăn những cái loại thực phẩm thiên nhiên như thế này này vừa có tác dụng rất là tốt mà lại an toàn nữa. Thì đây là con hải sâm. Thì tàu nhà mình đi về thì có bắt được rất nhiều hải sâm, thì chỗ này là khoảng là tầm chục con hải sâm đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cách chế biến con hải sâm là như nào nhé. Thì thực sự là một món ăn ngon thì cũng phải chế biến cầu kỳ, thì con này chế biến rất cầu kỳ, các bạn cùng xem nhé. Con hải sâm đầu đầu tiên thì nó to hơn này cơ, nhưng mà mình đã lột hết cái cát ở bên trong rồi. Con này nó ăn ở dưới đáy biển mà, nó ăn cát dưới đáy biển mà, thì mình đã lột hết cái cát ở bên trong rồi, lột qua cái lỗ mồm này của nó này đấy. Đấy, cái mồm của nó đây thì tuốt theo như này, nó ra hết cát ở bên trong này, bên trong này vẫn còn cát đấy. Thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ cho muối mình vò qua. Con này phải vò hết cái chỗ cái đen đen này của nó đi này thì ăn nó mới không ngái không hôi. Con này cầu kỳ lắm, mà con này thực sự ngon bổ dưỡng. Đây, mình sẽ cho muối ở đây mình vò. Đây mới cái công đoạn đầu thôi, còn nhiều dài lắm. Đấy, các bạn xem nhá, lột ruột nó ra nó vẫn còn sống kìa. Rồi cho muối vào đấy. Sau khi mà cho muối vào thì nó lại sun người, nó lại săn lại này, nhìn trông hay chưa. Con này nó sống dai lắm. Khi vò qua muối cái này rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ cho cái này vào bao này, cho bao này để mình vò vò để cho nó hết cái chất đen này đi. Mình sẽ đổ đây, đổ cái này vào bao này. Bao này hơi to một tí đấy. Đây các bạn ạ, cho vào góc này. Đấy, bạn thấy chưa, cái nước đen nó ra này, rồi vò như này. Chưa giờ bắt phải đầu ra nhiều cơ. Vâng. Ra nhiều mới tốt thôi cơ. Quăng. Có mấy lá đu đủ. Tìm đâu nào? Ai xin nhờ tìm con lá đu đủ này anh này. Đủ cái này cứ do. Ngay sau khi vò một lúc thì nó đã tọt hết cái đám đen của, ở trên da của nó ra các bạn ạ. Giờ mình sẽ rửa qua xong rồi tiếp tục mình cho luộc. Cho luộc thì sẽ lấy lá đu đủ để cho luộc. Cái này là bí quyết đấy. Còn làm cái cho than ấy. Mình tiết lộ cho thôi, còn nhiều người không biết làm con này đâu. Làm con này cầu kỳ lắm. Đó, các bạn nhìn cái da nó này, đây này. Đấy, cái da nó nhá. Đấy, bóc ra này, đấy. Thì mình vò nó ra hết những cái da này. Đấy, thì nó sẽ trắng, nhưng bây giờ nó chưa ra hình đâu, tí mình luộc cho các bạn xem. Bạn ơi, sau khi mà luộc hai lần nước xong ấy, phải đến hai lần hoặc ba lần ấy, thì mình luộc hai lần đã được rồi, thì nước nó hết cái màu, thì đổ đi xong thì nó hết cái màu màu màu
màu da của cái con đây này thì nó ra con này đây, nó ra con hình dạng hải sâm đây, đây thì đấy như này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước vào mình rửa xong rồi tiếp tục công đoạn tiếp theo, có nghĩa là mình sẽ bổ bổ ruột con này ra để mình cạo hết cát bên trong nữa. Bạn ơi, sau khi con to to kìa, bây giờ đấy luộc ra xong này, nó chỉ còn nhỏ nhỏ như này thôi. Bạn thấy không, con này mua thì đắt cũng mà chế biến thì cầu kỳ đấy, bây giờ ra như này đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình bổ ruột bên trong con này ra thì các bạn xem nhé. Nóng quá. Đây các bạn ơi, bên trong ở đây. Đấy bên trong đây. Đấy thì bên trong nó đựng cát trong này này. Mình bổ ra, tạm thời mình bổ sẽ bổ hết những con này ra đây, xong rồi mình cho mình rửa một lần nữa, mình còn cạo cái ruột bên trong này nữa cơ. Đây đây cái mồm ở đây này, răng này. Đấy. Răng nó đấy.
Đây, sau khi mình đã thái xong thì có một đĩa như này đây. Các bạn thấy chưa? Đầu tiên thì là các con rất là to và nhìn trông rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng làm ra thành phẩm thì chỉ được bằng này thôi. Thì với cái số lượng này thì mình cũng đã đủ bữa ăn rồi. Thì cái này ngon nhất là hầm gà các bạn ạ. Cái này gọi là sâm của biển mà, thì gà cho gầm hạ, gà hầm sâm quá ngon. Còn có thể là cho xào với lại rau cũng được. Thì ăn cũng rất là ngon, nhưng mà mình thích nhất là món này hầm sâm, ăn bổ lắm các bạn ạ. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.